Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua tôi có nói về câu chuyện học sinh ưu tú Chu Ngọc Quang Vinh có viết một status thật là không đúng, và Chu Ngọc Quang Vinh đã làm việc với cơ quan ở tại tỉnh Yên Bái và đã ý thức được vấn đề nên đã có lời xin lỗi. Tôi nói rằng là Việt Nam có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại là đúng thôi. Người dân Việt Nam bao dung đón nhận sự hối hận đó của cậu học sinh ưu tú Chu Ngọc Quang Vinh. Nhưng bây giờ sẽ nói đến một người đã lớn tuổi, 80 tuổi rồi, từng giữ chức vụ ở trong chính phủ Việt Nam là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đó. Ông tên là Nguyễn Đình Binh. Ông Nguyễn Đình Binh lại có những lời nói ở trên BBC. Thì đây là một cái tre đã già rồi. Măng thì trẻ còn có thể uống nắng được, như là cậu học sinh Chu Ngọc Quang Vinh còn trẻ, mới ở cấp 3, lớp 12 thôi, thì còn uống nắng dễ để mà ý thức được vấn đề, rồi đã có những lời xin lỗi. Còn cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Đình Binh thì sao? 80 tuổi rồi, khó mà uống nắng lắm. Ông Nguyễn Đình Binh nổi tiếng là một người có hiếu nha. Ông nổi tiếng là một người có hiếu với mẹ ông lắm. Sau khi mà ông về nghỉ hưu, thì chính ông săn sóc mẹ, lo lắng cho mẹ từng bữa cơm. Và trong quá khứ ông cũng là một người học rất giỏi. Ông từng ra trường ở tại học Đại học La Habana. Ông nói tiếng Spanish rất là giỏi nha. Nhưng phát biểu của ông thì hôm nay tôi muốn một hình thức nào đó phản biện lại những suy tư của ông. Tôi phản biện lại những suy tư của ông. Trước tiên tôi xin đọc status ở trên báo BBC. Tôi đọc không phải là nguyên văn ở bên tờ báo BBC mà ngắn gọn lại status ở trên Facebook của họ nha. BBC News tiếng Việt status viết như sau: cựu Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao kêu gọi ông Tô Lâm thay đổi thể chế. Mới đây, ông Nguyễn Đình Binh, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, đã đăng tâm thư gửi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dũng cảm thay đổi thể chế. Tức là ông kêu gọi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hãy dũng cảm thay đổi thể chế. Cụ thể, ông Binh nói Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để, vì hệ thống chính trị hiện hành đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Ông Nguyễn Đình Binh là một nhà ngoại giao kỳ cựu. Ông sinh năm 1944 và vừa nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng. Sau khi mà status này đăng lên thì tôi lại thấy có nhiều người vào và viết bình luận, họ cho rằng đổi mới như thế thì tan nát giống như là Myanmar. Đổi mới như vậy thì muốn đưa đất nước đi vào cảnh như Syria, vân vân và vân vân. Nên chính trên trang nhà của BBC, nhiều người đã có những suy tư phản bác, và tôi thấy những phản bác đó là lên tới 60-70%. Còn những người ủng hộ tư duy của ông Nguyễn Đình Binh thì ít hơn. Nơi đây tôi cũng xin mở ngoặc đóng ngoặc. Ông Nguyễn Đình Binh từng giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước Người Việt nước ngoài. Người Việt nước ngoài ai cũng khá biết đến ông là vì ông cũng từng đi vận động hòa hợp dân tộc. Ông là một trong những người tôi nhớ thời kỳ ở bên đó, tôi là người chống cộng cực đoan, rất ngưỡng mộ sự song sáo của ông vận động hòa hợp dân tộc. Người kế nhiệm ông sau này là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cũng song sáo,
Nhưng nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn còn song sáo hơn nữa khi mà mở những chính sách. Thí dụ như là lập cho người dân quốc tịch nước này nước nọ đó, hải ngoại á, đi về Trường Sa, đi ra Trường Sa là sáng kiến của nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Còn nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Binh đi vận động nhưng không có sáng kiến đi Trường Sa. Nên ai đó mà nói rằng là hòa hợp dân tộc, nói là hỏi cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, từ ngày mà ông khơi lại như thế thì ở bên hải ngoại họ có ngừng chửi về Việt Nam hay không? Họ có ngừng tháng tư đen, tháng tư quốc hận hay không? Họ có ngừng việc chửi bới không? Thì điều này không những là khịa mà chửi bới thẳng vào nghị quyết 36 hòa hợp dân tộc trước Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn là ông Nguyễn Đình Binh đây. Nhưng Nguyễn Đình Binh đây thì bây giờ lại đi một con đường người ta gọi là đi quả đà. Ông là một người khi làm việc rất là năng nổ, khi về hưu thì rất có hiếu với mẹ, nhưng lại quá đà. Khi ông kêu gọi thay đổi thể chế và chấp nhận đa đảng, ông cho rằng đa đảng ở Việt Nam thì mới đưa đất nước không có rơi vào khủng hoảng chính trị. Ông cho rằng sau khi mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và đã có một quốc tang 2 ngày rồi thì đất nước đang khủng hoảng chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hãy kiên định và thay đổi thể chế. Được hay không? Thưa quý khán giả, tôi cũng rất lấy làm buồn cho nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Binh. Vì thay đổi thể chế chính trị, nếu có đó là phải sự đồng lòng của Ban Chấp hành Trung ương, đồng lòng của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ là người thừa hành thôi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không thể nào mà mở ngoặc đóng ngoặc như ông nói là dũng cảm thay đổi thể chế được, vì đây chỉ là cá nhân. Trong thể chế ở đây tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách. Dầu là đơn đảng nhưng là tập trung dân chủ. Có Bộ Chính trị, có Ban Chấp hành Trung ương. Cá nhân phụ trách thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ là một cá nhân thôi. Nếu vào bỏ phiếu thì lá phiếu đó cũng y như những lá phiếu khác, ngang bằng. Dầu rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều ảnh hưởng, nhưng khi bỏ phiếu thì đồng đều nhau. Nên tôi không hiểu ông Nguyễn Đình Binh từng là cán bộ cao cấp, từng ở trong Trung ương mà ông không hiểu được thể chế này à, cơ chế này như thế nào à, mà chỉ kêu gọi một mình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm à. Nếu ông kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận đối lập, chấp nhận thành lập một đảng khác gì đó, thì còn cho thấy ông có sự hiểu biết về cơ chế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông chỉ kêu gọi một mình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì tôi cho rằng ông không hiểu đến nơi đến chỗ, dầu rằng ông từng là ủy viên Trung ương. Có người nói khi ông còn đương chức thì ông không dám kêu gọi. Bây giờ ông hết chức rồi, ông về hưu rồi thì mới kêu gọi, cho thấy rằng có thể trong những tháng ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, ông muốn được quay trở lại thời vàng son nên ông mới có tiếng nói mở ngoặc đóng ngoặc là lạc lõng. Nếu trong thời gian mà ông còn đương chức, ông góp ý kêu gọi đó như thế này thì nhiều người nói như vậy mới là ông là anh dũng. Nhưng ông đâu có, ông đợi khi ông về hưu và có lẽ bất mãn vì không được trọng dụng, không được lên chức cao hơn. Thay vì mình từ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mình lên chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc là đưa vào Bộ Chính trị thì chắc là ông không có bất mãn như vậy đâu. Đó là sự nhận định của một số người.
ông mà lên tiếng khi ông còn là ủy viên trung ương góp ý thay đổi thể chế, thì tiếng nói đó mới là tiếng nói tự lòng ông, mới là chính trực, mới là không có vì lý do nào. Mà bây giờ đã về hưu, thời gian cảm thấy như thế nào đó, nên mới mong là được cái gì sự chú ý. Thì ông bất mãn, không phải bây giờ, cũng đã hơn mười mấy năm rồi. Hơn mười mấy năm ông bất mãn, nên ông mới có sự góp ý như thế. Bây giờ tôi xin phản biện, việc mà ông kêu gọi có đa đảng là chuyện quyền tự do ngôn luận của ông. Nhưng mà đa đảng thì có những ưu điểm và những khuyết điểm, nhất là trong bối cảnh của Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời cho những người hỏi về vấn đề tại sao Việt Nam không chấp nhận đa đảng rồi. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, mỗi một quốc gia tùy theo lịch sử, địa thế và tình hình, họ chọn thể chế. Xin thưa với quý khán giả, tôi nói đây là nói ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là nói nguyên văn từng chữ một nhé. Ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là như thế. Việt Nam tôn trọng thể chế của những quốc gia khác. Có những nước là tổng thống, có những nước là thủ tướng, có những nước là quốc vương, có những nước nhiều đảng. Việt Nam không có chống đối việc đa đảng đó. Nhưng mà Việt Nam là do người dân chọn, lòng dân ý đảng. Vì vấn đề lịch sử của Việt Nam, địa thế của Việt Nam, Việt Nam ở trong một cái vị trí khác với những nước khác, thì Việt Nam chọn con đường này không phải chỉ do một mình Đảng Cộng sản Việt Nam, mà là do lòng dân ý đảng, tức là dân Việt Nam ở đây chọn con đường này. Như một số khán thính giả đã góp ý với ông Nguyễn Đình Binh ở trên trang nhà của BBC, nếu mà chọn đa đảng thì coi chừng y như Myanmar. Myanmar đó, trước đây như chúng ta thấy, tiến sĩ Nguyễn Quang A ở trong Việt Nam cầm một cái bản nói rằng sao Việt Nam không can đảm giống như là Myanmar đi. Đó là khi có bầu cử này nọ. Nhưng sau đó thì chúng ta thấy Myanmar đã có cuộc đảo chánh vào năm 2021, tới nay là đã hơn 3 năm mấy rồi. Và Myanmar rơi vào khủng hoảng, tan nát ra. Nhiều nhóm phiến quân họ đã nổi dậy, nhất là những tỉnh ở Đông Bắc hoặc là Tây Bắc. Và họ thành lập chính quyền riêng rồi. E ngại Myanmar sẽ vỡ ra thành nhiều quốc gia, tức là vỡ ra thành nhiều mảnh. Đa đảng thời kỳ của bà Aung San Suu Kyi mở ra thì cảnh đảo chính, rồi xáo trộn, rồi tan vỡ thành nhiều mảnh, nhiều quốc gia. Đó không phải là mơ ước của người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam hiểu được cảnh như thế. Rồi có người nói là ở Syria, đúng vậy. Ở Syria dưới thời kỳ của Tổng thống Assad thì người ta nói là thể chế độc tài. Và người dân Syria thì muốn là có đa đảng. Thấy biến cố ở tại Ai Cập, ở tại Libya, họ gọi là một cuộc cách mạng. Đó là mùa xuân Ả Rập. Thì người dân ở Syria cũng nổi dậy. Và rồi sao nữa? Vì cuộc nổi dậy nên thành phố Aleppo là thành phố lâu đời nhất của Syria, là thành phố lớn nhất của Syria, đã trở thành những gạch vụn. Thành phố đó tan nát không còn gì nữa hết. Việt Nam không thể nào mà mơ ước giống như là một Syria như thế được. Tại sao? Tại vì thưa quý khán giả, Việt Nam ở một địa thế rất là tinh tế. Nhiều cường quốc muốn ảnh hưởng Việt Nam, muốn xâu xé Việt Nam. Trung Quốc thì muốn Việt Nam ngã hẳn về phía Trung Quốc. Mỹ thì muốn Việt Nam ngã hẳn về phía Mỹ. Các cường quốc nếu thấy Việt Nam có đa đảng họ mừng lắm. Vì sao? Mỹ sẽ bỏ tiền ra mua đứt một đảng, làm theo ý họ muốn. Và Trung Quốc cũng bỏ tiền ra mua đứt một đảng, làm theo ý Trung Quốc muốn.
hoặc là Nga bỏ tiền ra mua Đức một đảng để làm theo ý của Nga. Như vậy Việt Nam sẽ trở thành chiến địa, đất nước không còn ổn định chính trị, và không ổn định chính trị thì không phát triển, tan nát như tương. Hoàn cảnh của Việt Nam không đơn giản chút nào. Hiện nay Việt Nam chưa đủ nội lực để mà trở thành một cường quốc không có sự tương tác với nước này nước kia, mà phải là một sự tương tác chọn chính nghĩa. Thì Việt Nam không chấp nhận đa đảng. Không chấp nhận đa đảng là vì e ngại viễn cảnh đất nước tan nát giống như Myanmar, như là Syria, mà một số người đã bình luận ngay ở trên trang nhà của BBC đã nói như thế. Hơn nữa đó, có một đảng nào có bề dày lịch sử, có công với dân tộc Việt Nam này bằng Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Biết bao nhiêu người đã đổ máu xương của mình, biết bao nhiêu đảng viên đã đổ máu xương của mình để xây dựng thể chế ngày hôm nay, thì không thể nào mà để cho những ai đó có những ý tưởng thật là huyễn hoặc để mà đòi cạnh tranh lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam. Không thể nào được. Nên là đa đảng ở những quốc gia khác có những ưu điểm là họ có sự gì đó bàn luận rồi đúc kết đưa đến một chuyện gọi là làm việc chung. Nhưng nó mất rất là nhiều thời gian. Tôi nhớ khi tôi làm nghị viên của thành phố Houston cũng vậy. Bàn luận cho đã mất nhiều thời giờ, chỉ một cái đề tài nhỏ thôi thì mất 2-3 năm. Vậy là thời gian không có được tốt, không có đứng về phía của đa đảng. Thời gian đứng về phía của đơn đảng. Đơn đảng quyết định một cái thì vèo 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 xong. Còn đa đảng á, như một chiếc xe rùa bò, đương nhiên á, chậm mà chắc, mà là một chiếc xe rùa bò. Hãy nhớ là Trung Quốc theo đơn đảng năm 1989 là một nước vẫn còn lạc hậu. Nhưng sau đó thì chúng ta thấy sao? Sau biến cố Thiên An Môn, Trung Quốc quyết định và thay đổi, thì chúng ta thấy bây giờ ở bên Trung Quốc là tốc độ chóng mặt. Tới thành phố Chongqing, tức là thành phố Trung Khánh, thì hãy nhớ rằng là bây giờ còn kinh khủng hơn cả New York hoặc là Los Angeles. Xây dựng kiểu đó Mỹ sợ lắm. Vì sao? Vì thể chế đơn đảng đã quyết định thì làm cái vèo 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 nhanh chóng như vậy. Hệ thống đường ray xe lửa của Trung Quốc tốt hơn của Mỹ. Tốt hơn của Mỹ luôn. Đường xá của Trung Quốc bây giờ không thua kém gì Mỹ, nhiều khi còn hơn nữa. Và ở tại thành phố Trùng Khánh, Mỹ thấy Mỹ ngợp. Mỹ ngợp mà. Nên là đa đảng, ai nước nào mà tôn trọng thì chúng ta thấy là ưu điểm là có sự đồng thuận, nhưng chậm lắm. Chậm lắm. Đa đảng thì cũng có thể kiểm soát được về vấn đề tham nhũng hối lộ, nhưng đây không phải là căn nguyên. Vì sao? Vì ở những nước đa đảng tham nhũng hối lộ rất là nhiều. Theo bảng thống kê của Minh Bạch Thế Giới đó, những nước mà tham nhũng nhiều nhất lại chính là những nước đã có đa đảng, như là Algeria nè, như nước Nga cũng đa đảng cũng tham nhũng nè, Mỹ cũng là một quốc gia tham nhũng đứng hàng thứ 40 mấy nè. Chứ không phải là đa đảng là đũa thần ngăn chặn tham nhũng. Thời kỳ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt lò như vậy thì trên bảng Minh Bạch Thế Giới, Việt Nam được nâng lên rất là cao. Tôi không nói là cao nhất, nhưng mà rất là cao so với Indonesia, so với Thái Lan, so với Philippines, là những quốc gia đa đảng, thì Việt Nam được trong sạch hơn. Được trong sạch hơn dưới thời kỳ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn dưới thời kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây thôi thì chưa có việc thông báo đó của nấc thang Minh Bạch Thế Giới. Vậy thì đa đảng có thể là một gì đó kiểm soát lẫn nhau, bớt đi những tiêu cực, nhưng chưa hẳn. Là vì sao? Vì trong thực tế đã chứng minh, do chính Tổ chức Minh Bạch Thế Giới đã đưa ra con số như vậy.
Vậy thì tùy theo tình hình và địa thế cũng như là lịch sử, và lịch sử của Việt Nam, địa thế của Việt Nam, chọn con đường đơn đảng, tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách là điều đúng đắn. Đến độ mà Tổng thống của Đông Timor khi qua Hà Nội vào đầu tháng 8 năm 2024 đã phải khen ngợi và nói đây là mô hình cho Đông Timor bắt chước. Mô hình. Vậy thì lời của Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Binh nó không có thích hợp. Và nói rằng là chính trị của Việt Nam rơi vào khủng hoảng sau cái chết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là một lời nói hàm hồ vì không có đưa ra bằng chứng. Các cơ quan truyền thông nước ngoài như BBC lợi dụng để mà kích động và tuyên truyền chứ không có đúng với sự thật. Chúng ta thấy trong những ngày qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang ráo riết sắp xếp lại các nhân sự để kiện toàn quân máy. Và chúng ta lại thấy lò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục hừng cháy, vẫn thiêu rụi những con sâu to làm rầu nồi canh, làm rầu sự phát triển của đất nước, thì những con sâu đó vẫn phải vô trong lò. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang làm cho nhiều người rất tin tưởng và phấn khởi, và nhiều người, trong đó có tôi, tin rằng chính trị của Việt Nam đang ổn định chứ không phải là rơi vào khoảng bấp bênh như thế đâu. Nhận định như thế của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Binh là không có được, không có chính xác. Nhưng thưa quý khán giả, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Binh đã 80 tuổi rồi, cha này già lắm rồi, không phải giống như là búp măng Chu Ngọc Vinh. Búp măng Chu Ngọc Vinh làm việc và tương tác thì đã có lời xin lỗi để có một nhận định tương lai đúng đắn hơn. Còn cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, cha rất già rồi, phản đối chuyện này không phải mới đây mà là đã mười mấy năm trời rồi. Cha này không có thể uống được. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.